Xin chào tất cả các anh em đã quay lại với channel của mình. Thì video này mình sẽ giới thiệu anh em một cái app mới khá là ngon mới ra, nhưng mà hiện tại là chưa có bằng chứng rút về nhá, tại vì nó là mới mà anh em. Thì video này là mình chỉ review thôi, nếu anh em nào mà muốn thì có thể là test nhá. Về link tải app này mình sẽ để dưới phần mô tả video nha, anh em có thể tải về và đăng ký tài khoản. Sau khi đăng ký tài khoản, nó sẽ yêu cầu anh em nhập cái mã rep. Nếu anh em ủng hộ mình thì anh em có thể là xuống dưới phần mô tả video mình có để cái mã rep nhá, em có thể nhập vào. Và một điều nữa đó là cái app này anh em có thể là auto được nhá, tuy nó giống như cái app Habbo đấy, nhìn giao diện thì anh em thấy quen không? Ở đây con ad trên này, chúng ta nhấn vào con ad. Ok, minimum coin per coin là 5.000, nghĩa là phải đợi để đủ 5.000 coin này chúng ta mới con ad được. Rồi về hình thức kiếm của nó này cũng đơn giản thôi anh em, ở cái rương này đây thì anh em chơi open chaser này đó. Rồi những quảng cáo anh em tắt nó đi, anh em được 150 coin đó, dễ không? Cứ 25 giây anh em sẽ được nhấn một lần và nó hiện ra cái quảng cáo. Đấy thì chúng ta có thể là dùng chặn quảng cáo nhá. Rồi để chặn quảng cáo anh em tải cho mình một cái phiên bản, đó là tải xuống Blockada 3.6, link tải mình sẽ để dưới phần mô tả video nhá. Tải xuống. Rồi sau khi tải xuống chúng ta sẽ có một cái app tên là Blockada như thế này. Anh em tải cho mình thêm một cái ứng dụng có tên là Automatic Clicker để mình auto click nha. Đầu tiên chúng ta sẽ mở cái ứng dụng là Blockada lên. Rồi chúng ta bật nó lên. Ok. Rồi sau khi nó hoạt động như thế này chúng ta quay ra này, mở cái ứng dụng là Automatic Clicker lên. Start. Rồi cấp quyền cho nó này. Quay ra. Ở cái phần setting này á, thì chúng ta cũng khá lâu. Ở đây thì mình cứ để là 10 second đi, nó cũng không ảnh hưởng gì đâu. Start. Đó. Rồi mình mở cái app này lại. Rồi chúng ta nhấn vào dấu cộng này, kéo xuống này. Đó, giờ chúng ta play nó. Đó, nó hết hiện quảng cáo nha anh em. Này, kéo xuống này, đó nó đã chặn này. Thấy chưa? Giờ chúng ta cứ treo vậy thôi. Đó, thì nó hình như là nó cũng không có giới hạn đâu. Mình thấy anh em chơi á. Ở bên phần tuyển rep nha anh em. Ở đây thì anh em đi tuyển rep á, đây nó kêu là refer new fan để nhận hình như 10.000 boy á. Và anh em sẽ nhận được 10% từ rep nữa nha. Có nghĩa là rep mà xem mở cái rương này á mà kiếm được 100 thì anh em sẽ được là 10 nha. Rồi, còn kêu anh em vào phần balance này. Có nghĩa là cái tiền của anh em á, đó ở đây đang có là 300 coin đúng không? Anh em bấm vào chữ connect. Khi mà anh em đủ 5.000 coin á thì anh em có thể là connect bonus đổi nó về đô được nha. Mình nghĩ ở đây nó sẽ đổi đô này, không biết là nó có ghi là BTC giống thằng Habbo hay không. Đó thì anh em có thể là thử nha. Withdraw. Khi nào có tiền thì mới rút được. Đấy thì ở đây là app chưa có bằng chứng rút về, nhưng mà mình thấy nó cũng là khá ngon và anh em có thể là auto được. Nên video này mình chỉ là review thôi. Nếu mà app rút được tiền thì mình sẽ làm một video nói sau. Đấy. Anh em có thể là test hoặc không, tùy, đó là quyền của anh em. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.